nguyên hả? Con chào mọi người đến kênh Làm Phạm Tiền Giang. Hôm nay mình theo anh Tùng đến xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long, cua cây dầu này nha mọi người. Anh Tùng đã leo lên tuốt trên cây dầu rồi. Tùng đã leo lên tới trên đầu. Qua đây ở xã Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long. Cắt nước không ạ? Cắt nước, cắt nước. Cắt nước, cắt nước.
Tùng ơi, cho cái đi luôn ra rồi kia được không? Đó, đi đi đánh xuống luôn. Đi cây luôn hả? Ờ, kìa. Hả? Đám vừa đi đi vừa kia. Đi cây luôn không? Ờ, đi đi xuống luôn á. Thôi cây này không? Thôi cây chuối lên cây sợ không? Hả? Có khớp nha các bạn. Anh Tùng đã cắt gọn cây dầu này nha mọi người. Mình cho một cái này. Cũng rất nhiều. Cây này cũng rất cao nè. Cây này khoảng mấy mét anh Tùng? Cây anh mới cưa nè. Cây mình mới cưa là khoảng mấy mét anh? Hả? Dạ. Tính luôn ngọn hả? Dạ. Khoảng 16 mét rồi. Có 16 mét. Tại vì tới đây cái nè 5 mét rồi nè. Dạ. 16 17 mét. Dạ dạ. 16 17 mét. Tại vì so với cái dừa này nó cao hơn cái dừa này nhiều. Dạ. Cái dừa này cũng 9 mét rồi. Mà nãy nó nằm tuốt cũng chảnh rồi. Cái này khoảng 16 mét nha mọi người. Nè cái bông của cây dầu nha mọi người. Quá đẹp luôn á. Nè quá đẹp nó mà cánh của nó màu hồng đỏ đỏ này. Rất đẹp luôn. Lên. Cũng xin cái kia. Cái này nãy giờ cái này với cái cây nhỏ đang quất. Thank you.